Dạ. Vào giữ chó ta. Chó. Nhà có chó không? Không có chó không ngại à? Đây đây đây. Dạ, mời ngài ngự ạ. Có việc gì thế ạ? Cho hỏi đây có phải là nhà của vợ chồng Thạch Xanh không nhỉ? Đúng rồi, tôi là Thạch đây. Vâng, tôi là Xanh. Thế thì giới thiệu luôn với cả Thạch Xanh nhá. Đây là ngài Ali Ba Nguyên, chủ tịch của tập đoàn Ali Ba Hoa. Hai người có biết không nhỉ? Không ạ. Bây giờ nói mới biết. À, dạ vâng ạ. Ôi giời ơi, đất cát nó đang sốt xình xịch như thế mà vợ chồng của ông bà bây giờ mới biết đến tập đoàn Ali Ba Hoa ấy. Thì còn nghèo. Nhà có bao hết? Nhà tôi có 4 hết. Dạ. 4 hết cộng với 20 hết của mình bằng bao nhiêu nhỉ? Dạ là 24 hết thưa ngài. 24 hết. Và cái dự án đất nền của mình nó mới đẹp. Bao nhiêu tiền bán? Hả? Này, ngài ơi. Đây là đất hương hỏa của ông bà tôi để lại cho vợ chồng chúng tôi nhá, không bao giờ bán. Dạ vâng, không bao giờ bán đâu ạ. Không bán cũng phải bán. Đất của nhà mày ta quy hoạch rồi. Chúng mày đâu? Dạ. Dạ, lấy bản đồ ra vợ chồng nó xem. Thằng kia con. Dạ, ngài cho tôi mượn cái gậy. Nhà vợ chồng nó là... Thôn này là thôn gì nhỉ? Đoài. Thôn Đoài. À, thôn Đoài. À đây rồi. Thưa ngài, cái hồ này ấy, chính là cái vũng này. Còn cái mảnh đất 4 hectare này ấy, chính là cái mảnh đất 4 hectare của vợ chồng nhà Thạch Xanh ấy. Mày đưa tao mượn cái que. Dạ. Nhà thằng này giá trị nhất là cái vũng nước này. Mua không được hả? Ôi này, này ông Thạch ơi. Ôi đẹp không? Ôi đồng rồng này. Ôi này, cái hồ này, đúng rồi, cái hồ này của nhà mình đây này. Ôi nó đây này, đây này, cái thửa 5 tấc đất ở chỗ à, cái của nhà mình đấy. 5 tấc đất của nhà mày. Thôn Đông, thôn Đoài. Tao mua tất rồi. Chỉ còn mỗi cái chấm đỏ này là tao chưa trả tiền. Này, bao nhiêu? À, tiền đầy vali này, bán ra. Quên đi, tao cầm thì đỡ lặng. À, chúng mày. Dạ. Dạ. Đi đo đất, xem có đủ 4 hết không? Dạ. Vâng. Chứ còn cái thằng này nó điều lắm. À, này, này, này. Này, cái gì? Mua rồi. Ông ơi, thế nghĩa là thế nào? Thì tự nhiên tôi thấy họ xông vào, tôi cũng đang định hỏi bà, thế là thế nào? Hay nhỉ? Thế nào anh chị Lý Thông? Thế anh chị đã nhận cái tiền 1.5 tỷ của cái mảnh 5 tấc ở dưới đường cái chưa? Ui giời, trưa nay em nghe bong một phát mà, tê hết cả tai, sướng hết cả người à. Thế con nhận đủ 1.5 tỷ không? Đã ngân hàng thì nó không đếm thiếu bao giờ cả. Dạ, công chúa ạ, nhận được 1.5 tỷ à, em phấn khích quá. Mà em ấy chẳng biết là đền đáp vào công chúa như thế nào. Thì nhà em ấy có đứa con dâu, nó bên công ty dược mỹ phẩm Nazi Beauty. Nó có cái sản phẩm này này, collagen này, uống vào da cái trắng muốt muột ấy. Ngày xưa ấy da em đen lắm, bây giờ da em, công chúa nhìn ấy, trắng quá luôn ý. Công chúa mà dùng ấy da nó cứ phải là ngọc ngà luôn. Cô này chỉ là cái khéo mồm nha. Gớm khéo nịnh quá. Chẳng giấu gì cô. Dạ. Tôi đang dùng cái collagen này rồi. Thì da nó mới được mướt thế này này. Thế kìa. Nhưng mà thôi, chị đã khéo thế này thì cho tôi xin. Điện là công chúa hoàng tử đây. Gia đình nhà em có cô con gái. Xin công chúa hoàng tử nhận nó vào công ty Ali Ba Hoa của mình để cháu nó bán hàng đa cấp có được không ạ? Úi giời, này cái anh chị Lý Thông kia, ai bảo anh là tập đoàn Ali Ba Hoa của chúng tôi là tập đoàn đa cấp hả? Chắc em lại tưởng ấy, cái công ty của nhà mình là công ty bán hàng đa cấp xịn ạ? Bởi vì em thấy là mình cứ mua ruộng của người này này, sau lại bán cho người kia này, sau lại bán cho người kia, sau lại quay lại bán cho người này, thế không xịn thế là gì ạ? Đấy người ta gọi là bán hàng đa di năng. Đúng. Này, tôi yêu cầu anh chị thay đổi ngay cái thuật ngữ đi nhá. Làm ăn nó phải chuyên nghiệp. Dạ vâng ạ. Cháu nhà em ấy ngày xưa ấy nó đi bán hàng đa cấp ấy. Nó khéo lắm ấy. Thế à? Thế cô gái,
Thế trình độ học vấn của cô là như thế nào? Chả giấu gì chú, trình độ học vấn của cháu thì 12/12. Tốt. Ngoại ngữ của cháu cực tốt, bằng C. Thế thì học. Thôi được rồi, chỉ cần trình độ học vấn 12/12 là ok rồi. Không cần phải ngoại ngữ. Đi buôn đất mà cứ hello ok với cả goodbye thì dân người ta hiểu cái gì. Cô cứ nói thoải cái tiếng mình là ok. Thôi được rồi, mình để em. Thì bây giờ để vào tập đoàn Alibaba Hoa ấy, cháu có dám thề sống chết với tập đoàn không? Cháu xin thề một lòng trung thành tuyệt đối với tập đoàn Alibaba Hoa. Ồ, đã xin thì thề đi con. Xin thề, xin thề, xin thề. Công chúa nghe chưa, cháu nó thề rồi đấy. Tốt thế, tốt quá. Thế bây giờ cô giả sử như thế này nhá. Cô có một cái khu đất nền ngoài kia, trong đấy có 10 căn liền kề, mỗi căn 100 mét. Thế trong vòng một tuần cháu làm thế nào để bán hết được cái khu đất đấy hả? Bài toán cô đưa ra quá đơn giản, cháu có thể giải ngay bây giờ. Ôi, thì cháu trình bày cô nghe xem nào. Đầu tiên ấy, thì cháu sẽ về bảo ông bà cháu mua mỗi người một căn. Thế là cháu đã bán được 2 căn. Sau đấy cháu sẽ bảo bố mẹ cháu mua mỗi người một căn nữa, là cháu đã bán được 4 căn. Còn 2 căn tiếp theo cháu sẽ bảo thằng người yêu cháu về bắt bố mẹ nó mua mỗi người một căn. Thế là cháu đã nghiễm nhiên bán được 6 căn. Sau khi mà bán được 6 căn đấy rồi thì cháu đã có một cái số vốn nhất định. Cháu tự tạo cho bản thân cháu 2 căn. Thế là bán được 8 căn. Còn 2 căn à? Có thể cháu có 2 căn hộ liền kề, rộng 100 mét, đẹp cực. Hai vợ chồng cô mua cháu nhá. Tiền đâu ra mà mua? Mua thì thôi. Còn 2 căn còn lại cháu sẽ về cháu bảo bác Thạch Xanh là cháu mua mỗi người một căn. Thế là hết 10 căn. Ui tốt, nhân sự này quá tốt, nhận luôn vào tập đoàn. Hôm nay cháu nói thật với cô chú chứ, cô chú đưa cháu 10 căn quá ít. 10 căn làm sao mà để đánh giá cái năng lực của cháu được. Ui tốt quá. Cái này khá quá. Được, thế còn anh chị Lý Thông nhá, tập đoàn giao cho anh chị trong tuần này là phải gạ bằng được 3-4 hecta đất. Mà anh chị mà không làm được là tôi phong tỏa cái 1.5 tỷ lại luôn đấy. Báo cáo công chúa hoàng tử như này, vợ chồng em cũng đi cày xới nát cả cái khu vực này rồi, nhưng mà toàn những mảnh bê tí bê tẹo không dùng được. 4 hecta đất đúng không bố? Quá đơn giản, nhà bác Thạch Xanh có 4 hecta đất tròn, có cái ao có thỉu. Chỗ đấy thì chúng tôi quy hoạch lâu rồi. Ơi, như thế này thì vợ chồng cái thằng Lý Thông nó giết vợ chồng mình không dao không kiếm rồi. Ôi giời ơi, anh em ruột về nhau mà sao lại khốn nạn thế chứ này. Ô hay quái lạ cái nhà bà này nhỉ. Sao cứ dễ đánh đạch như thế nhỉ? Tôi còn ngồi uống rượu ở đây mà bà còn lù như thế này, sao bà lại bảo vợ chồng nó giết vợ mình là giết thế nào? Thôi ông đừng có nói như thế nữa đi. Vợ chồng nó đã bán cái thửa 5 tấc đất của nhà mình rồi. 1.5 tỷ đấy. Cái gì? 1.5 tỷ? Tôi cũng nghe loáng thoáng là vợ chồng chúng nó bán rồi. Nhưng mà sao được nhiều tiền thế? Ôi dồi ôi, thì tôi đến thẳng cái công ty Alibaba Hoa đấy. Tôi nhìn rõ giấy trắng mực đen là 1.5 tỷ mà lại. Ôi dồi ôi, sao nó lại khốn nạn như thế chứ lại. Ôi dồi ôi, mà đã thế nó cướp đất của mình rồi, nó còn làm nhục mình nữa chứ. Ôi ai, thế nó còn làm nhục bà cái gì nữa? Thì đấy, cái hôm mà đi gọi hồn bà nội đấy, cái con tên này nó chặt tát vào mặt tôi liên tiếp không trượt một phát nào đấy thầy. Đúng là giọt nước tràn ly. Đã đến nước này thì có lẽ anh em cũng phải huynh đệ tương tàn. Tao sẽ đi giết cả nhà chúng nó. Đúng, phải giết cả nhà chúng nó cho bỏ tức. Ông đi đâu đấy? Thì tôi đi giết cả nhà chúng nó chứ còn đi đâu. Ôi thật ông ơi, một mình ông không giết nổi cả nhà nó đâu. Này thế, ông định giết cả nhà chúng nó theo kịch bản nào? Hả? Ôi dồi ôi, cẩn thận nhá. Chứ không gì gậy ông lại đập lưng ông, khéo nó giết ông trước ấy. Không được, phải tập huấn trước. Đúng. Này, 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 ông. Ông thu kịch bản chưa? Rồi. Nhớ nhá. Ok. Bắt đầu nhá. Bắt đầu. Vợ chồng nhà thằng Lý Thông kia, chúng mày bước ra đây cho tao hỏi tội. Vợ chồng nhà Thạch Xanh kia, chúng tao làm gì vợ chồng mày mà phải hỏi tội hả? Cút ra khỏi ngõ nhà tao luôn. Đồ khốn nạn. Kia 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 kia,
vợ nó chửi ông đấy, vợ nó chửi. Con này, con em dâu con nào vẫn dậy mày à? Ôi, thằng cháu nó xông ra. Đâu à, thằng cháu khốn nạn, cô đây mày. Ôi, đằng sau ông, thằng chồng đâu? Thằng chồng là thằng nào? Đây rồi, thằng Lý, mày là em tao, nhưng từ giờ phút này trở đi, huynh đệ tương tàn, tao giết mày. Chính mày là đứa cháu khốn nạn. Chính mày là đứa hôm trước tát vào mặt vợ tao không trượt cái nào ở đám gọi hồn. Mày là đồ mất dạy à. Giỏi lắm. Ông chém tát vào không trượt phát nào. Chết này nào. Chú Thạch. Ôi, chú đi đâu mà trông hầm đằng sát khí thế hả? Thế đi giết người chứ còn đi đâu? Ôi trời ơi, chú giết ai đấy? Tôi đi giết vợ chồng thằng Lý Thông. Bà không biết đâu, nó cướp đất của vợ chồng nhà tôi xong rồi nó còn làm nhục cả con vợ tôi nữa nhá. Ui, anh em ruột với nhau làm gì mà phải căng thẳng đấy. Bà im đi, tôi nói cho bà biết nha, tôi cướp bà căng nhà đấy, đừng có làm cho tôi nhục chí. Tôi chết cả bà đấy nhá. Ôi, cụ hậu ơi. Cụ xin công đức. Ôi, cụ không đi xem chúng nó chém nhau à? Trong làng lại có thằng say à? Thế thằng nào chém thằng nào? Con cháu nhà cụ chứ còn ai nữa. Ăn mới chả nói, thế đứa nào? Ôi giời, cái thằng Thật chồng cái con xanh, nó đi chém cái thằng Trần Tinh rồi. Trần Tinh là thằng nào? À quên, cái thằng Lý Thông. Tôi chết, con đi thằng cháu, mất dạy. Tôi đến ngay xem thế nào. Vợ chồng nhà thằng Lý Thông đâu? Chúng mày ra đây cho tao xử tội. Nhanh lên! Bác Thạch, hà cớ gì mà bác mang dao mang kiếm sang nhà em làm cái gì? Thì vợ chồng nhà chúng mày cướp đất của tao. Chúng mày lòi chúng mày ra đây. Chúng mày ra đây, tao chém chết cả nhà chúng mày ngay. Nhanh lên! Có chuyện gì mẹ ơi? Bác đi mang dao mang kiếm sang nhà mình đòi đất đi con ạ. Bác Thạch ơi, hôm trước là bác đã nói là bác cho gia đình chúng cháu toàn quyền sử dụng 5 tấc đất này. Xong rồi hôm nay hà cớ gì mà bác lại đến đòi? Mà bác đã cho rồi là không đòi lại được đâu. Giá đất thì đang lên, tấp đất tấp vàng. À thôi không dài dòng, cả nhà chúng mày mở cửa ra, nhanh lên. Cứ mở cửa ra tao vào rồi nói chuyện, nhanh lên. Thằng chồng ở đâu? Hả? Anh này đấy, thằng Lý Thông đâu? Con lùi lại, thằng già này nó say nó xiên thật. Vợ chồng nhà chúng mày trả lại đất cho tao. Này, muốn để bữa trước nhá, vợ chồng nhà tôi nhá, đã sang nói có nhờ với vợ chồng nhau nhá. Há gì bây giờ vợ chồng lại sang đi, đòi đất lại. Tôi trẻ con gì ông nữa à? Phân! À cái này con biết này, hôm nọ đi gọi hồn thế là bà nội nhập vào người con. Con nhìn mặt bác xanh con điên tiết quá, con tát cho hơn chục phát không chờ một phát nào. Hôm nay chắc cay quá sao nói đất đây bố ạ. Con này trẻ con biết cái gì mà mất dạy, mà cả nhà chúng mày mất dạy. Chúng mày mở cửa ra tao chém chết cả nhà mày. Tôi mở cửa ông dám vào không? Mày mở ra tao hứa tao chém cả nhà mày không chuyển phát nào. Mở ra. Thằng tôi vấn đề đâu, vào lấy dụng cụ đánh nhập đây. Nào chúng mày đâu, nhanh lên mở cửa, mở cửa ra, mày giỏi đây mở cửa ra, nhanh lên. Mày vợ chồng nhà thằng Lý Thông nó cướp đất của nhà con ạ. Lại đất. Cậu nói với các con thế này, sống ở trên đời ấy, con người sớm muộn trước sau cũng về với đất cả thôi. Mà sao anh em chúng mày muốn về với đất sớm thế hả? Mày thèm đất lắm à? Mày thèm đất, mày sang nhà cậu, cậu cắt cho mày một nửa mảnh vườn hơn 2 ha, đất đang sốt bán như hơn 10 tỷ đấy. Chúng mày là anh em ruột, khúc ruột trên, khúc ruột dưới. Thằng anh phải biết bảo thằng em, mà thằng em có khôn hơn ý thì phải biết dạy thằng anh. Thế mà anh em chúng mày cầm dao kiếm gậy gộc giết nhau. Cậu đang sống sờ sờ đây, chúng mày muốn giết nhau giết cậu đi.
giết cậu đi đây. Ôi dồi ôi, à dạ, con chào cậu ạ. Này, thế chiến chưa? Chiến chiến cái gì? Ôi dồi ôi, may quá chưa chiến. Thôi, mình này, em nghĩ lại rồi. Thôi thì dù như thế nào thì cũng là khúc ruột trên, khúc ruột dưới. Anh em ruột thịt với nhau, lọt sàn gì dúng nia. Thôi thì có 5 tấc đất thôi mà, thôi cho cô chú ý. Nhà mình còn những 4 hectare cơ mà, ăn đến đời nào cho hết. Đấy, anh thấy thôi, cái con vợ anh ấy còn khôn hơn cái mặt anh nhé. Dạ, thôi thưa cậu, con xin lỗi cậu. Anh em chúng con đúng là tùy có lớn mà không có khôn. Mà thôi, con cũng thú thật với cậu là trưa hôm nay ngồi bên nhà anh Bảy chị Cúc, vịt ngon quá cho nên là anh ấy cho con dít cái bỗng nó hơi quá nên cũng không kiểm soát được tình hình. Thế thôi, này, vợ chồng cô chú Lý Thông mở cửa ra. Mở cửa ra nào. Thế hôm nay có cậu này, có chị nhà anh sang đây nữa rồi. Thế anh sẽ viết một cái giấy ủy quyền để cho cô chú với các cháu toàn quyền mà sử dụng. Thì cái đất đó đã bán đi rồi thì thôi, lấy cái tiền đó mà lấy vợ cho thằng Tút, rồi gả chồng mất cho con Tít nha. Bác nói phải. Đấy, thằng anh biết nhường thằng em như thế là đúng, như thế mới là anh em. Dạ. Mà anh em như thế mới là anh em ruột phải là như thế. Cậu nói thế có phải không? Dạ.